Tiếng nói tiếng cười, sự im lặng này điếc hai tai. Bà cô đâu hay cô cũng giống bao người, trên tàu không ai nhìn mặt ai. Người ta tan ca khi trời đã tối thui. Và này cô ngó xung quanh mà xem, ồ hay, một đường tàu mà không ai thấy vui. Bà cô nổi cáu với thằng giám đốc chỉ với tư cách một đứa nhân viên. Và nói thật, để mà bình tĩnh lúc đó thì chắc cô không phải dân chuyên. Và còn nhiều điều ấm ức muốn nói, nhưng mà tốt nhất là nên thu dọn đồ đạc khỏi cơ quan và lập tức cuốn gói. Và rồi bắt chuyến cuối ngày, cô vùi mình vào cái tai nghe. Cô chắc là không cần chăn gối, vẫn làm một giấc trên xe. Yeah yeah, rất lâu nhưng mà chưa về nhà, chưa về nhà. Và này có sao đâu, có sao đâu. Một ngày loay hoay xung quanh cô vẫn thế. Và phía bên kia cô thấy một thằng cô hồn nôn cả một bãi ra sàn. Thần kinh hơi tái chẳng hay phải trái, thật phải đái, dân tộc thượng đẳng da vàng. Nhưng đây là chuyện mà chẳng ai nói, tự dối mình mà thôi. Chẳng qua là cô cũng phải lên tàu mà không có quyền từ chối. Đây là cuộc chiến mà chẳng đổ máu cho chính mình, rửa mặt đánh răng và đánh đổi luôn cả cái tính tình. Cô tự biến mình thành cục sắt đá, bắt con cá phải leo cây. Việc thức dậy trước 6 giờ sáng cần bị bất hợp pháp hóa. Mặt mũi của cô hơi xấu, kết cấu cũng chẳng ok. Cuộc đời là một trò chơi mà cô không chơi chế độ dễ. Xung quanh đầy người phán xét để mà kể tới sang năm. Nhưng một khi cô bước lên tàu thì chẳng ai quan tâm. Đúng là chả ai quan tâm. Cô nhắm nghiền đôi mắt hiền, hạnh phúc đâu phải vô giá, chẳng qua chỉ hơi đắt tiền. Khi một dòng người tràn vào, hai dòng nước mắt tràn ra. Mặt trời bên kia hàng rào, tia UV đốt cháy làn da. Hít vào và thở ra, một con tim sắt đá thế nào mà nở hoa. Thôi ngồi im một chỗ và đổ hết mộng mơ. Và rồi lại được ru ngủ bởi tiếng vận hành của động cơ. Và lúc bóng tôi khuất lôi ông mặt trời, và đèn đường lần lượt lên ngôi, và cửa mở ra cô bước lên tàu trong tình trạng nhòe vết son môi. Và trái tim cô hôm nay hoa đá nhưng vẫn sống như đó con nít, nhưng thân xác đã qua 30. Mà vì sao trên xe hôm nay không tiếng nói tiếng cười, sự im lặng này điếc hai tai. Mà cô đâu hay cô cũng giống bao người, trên tàu không ai nhìn mặt ai. Không ai nhìn ai. Tàu chạy rất lâu trên một con đường dài, đường còn dài mới về. Mà có sao đâu,